Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình dẫn quý vị các bạn đến một vườn cải ngọt. Do lụt bão cho nên là rau hiện giờ quê mình giá rất là được, nó không như cái đợt đầu năm. Và cái vườn rau này thì tầm khoảng 10 đến 15 ngày nữa thì sẽ được thu hoạch. Giống rau cải ngọt này thông thường là khoảng 25 đến 27 ngày vào cái thời tiết mùa này. Còn vào mùa đông thì có thể là sẽ lâu hơn. Đấy là chu kỳ sinh trưởng phát triển cây rau cải ngọt như vậy. Đây là thuộc hàng cây ngắn ngày. Cô Lá Bớt cho cháu hỏi là ruộng rau này nhà cô gieo được bao nhiêu ngày rồi ạ? Nhà cô gieo được 12 ngày rồi đấy. 12 ngày. Nếu mà nó mà không bị như này là nên đẹp rồi đấy chứ. Vâng, đây do mưa cho nên nó cũng mưa, chậm hơn đấy. Hôm nọ ngập sắp xỉ mặt rồi. Tại vì nó tiêu thụ chậm quá. Nhưng mà ở các cái chân trũng thì còn gặp hết chứ, nhà cô còn được như này là đẹp đấy chứ. Cái kia, cái khu kia kìa. Vâng. Thỉnh thoảng là có chỗ bị mất là hôm qua phải gieo lại đấy. Vâng. Còn chỗ này là mất một luống kìa, nó trũng quá thì nó bị ngập. Vâng. Thế nào phải đi trồng lại. Nếu rau này mà không ngập thì bây giờ nó phải thêm 2-3 lá nữa rồi cô nhỉ? Rau này mà không ngập là sắp sửa được bán rồi. Nhà cô thì gieo một xào này thì 360m2 thì khoảng bao nhiêu nặng hạt? Nhà cô gieo là cứ 27 gói. 27 gói tức là vào 2 nặng 7 đấy. 2 nặng 7 một xào. 2 nặng 7 một xào. Còn đâu nếu như mà gieo vào nửa thứ hai đấy. Đây nửa đầu thì gieo thế nhưng mà nửa thứ hai phải 3 nặng một xào. Chắc là do xin ăn với cả bị ròi rễ cô nhỉ? Do đất nó bị sót mà. Vâng. Nên mình phải gieo tăng thêm lên. Tại vì cái lúc ý là nó hay bị chết ý. Chết thắt ý, hay bị. Thế là phải gieo mau thêm một chút. Vâng. Thế trước khi cô gieo có bón nót gì không ạ? Cô rắc đầu trâu. Đầu trâu xanh ạ? Đầu trâu xanh ấy. Mấy cả bây giờ nó có ra cái loại đầu trâu xanh mới đây. Vâng. Thì là mình gieo cái loại đấy cứ một xào là rắc cho nó 7 cân. Vâng. Đấy. Gieo xong là được, nó mọc lên khỏi mặt đất là 4 ngày là đã phải đánh thuốc chết thắt rồi. Vâng. Đấy thì là được khoảng một tuần rồi ra là bắt đầu phải tỉa. Thế cho cô thì dùng cái loại thuốc chết thắt thì dùng cái loại gì hả cô? Cô hay đánh cái gì chú hiện chú hay đánh. Cô đấy cô hay đánh nhưng mà cô không nhớ. Vâng. Ừ. Còn đâu nếu đánh ròi rễ thì là hay đánh Acua. Vâng. Vâng. Nhưng mà thời tiết này là đỡ bị sâu với đỡ bị bọ nhảy đấy. Dạ vâng. Đúng này là đỡ. Cháu cảm ơn cô ạ. Rồi. Như quý vị các bạn thấy, cô chia sẻ là cái vườn rau này thì mỗi xào gieo khoảng gần 3 lạng hạt. Và do cái nền đất này là đất thịt cho nên là gieo cây cải ngọt thì nó cũng không phù hợp lắm. Nhưng nhìn cây rau vẫn rất là đẹp. Và cô chia sẻ là cứ mỗi một lần bón một xào Bắc Bộ là 7 kg đầu trâu xanh. Và chỉ khoảng bón 2-3 đợt. Và thêm một chút thuốc được cho phép của các cơ quan chức năng được sử dụng trong nông nghiệp thì sẽ đạt được cái 25 ngày là sẽ bắt đầu cho thu hoạch cái loại rau này. Và thời tiết vào thời kỳ tháng 10 trở đi thì gieo cái loại này có thể là mất khoảng 1 tháng đến 1 tháng 10 ngày. Và đây là giống rau cải ngọt và chủ yếu bây giờ quê mình trồng là chủ yếu loại cải ngọt chịu nhiệt. Đây do ảnh hưởng của cái trận mưa bão, cơn bão số 8 thì cũng rất nặng nề, gốc trơ ra. Nhưng nếu mà chăm sóc tốt, phòng trừ bệnh ròi rễ, rồi bệnh sương mai như dùng Acua hoặc là Zizomin kết hợp với nhau cùng với cả các loại bọ nhảy thì vườn rau này sẽ có triển vọng là sẽ được giá. Bởi vì các cái đất chân trũng đang ngập hết, cây rau không chịu được cho nên là ở quê mình còn sót một số hộ gia đình là có vườn rau như này. Thì như này chỉ khoảng 10 đến 12 ngày nữa thì sẽ được thu hoạch thôi. Và vườn rau như này thì đang trong thời kỳ tỉa. Đây các bạn thấy cây để rất là mau. Và cây này thì mỗi một ngày ra lại một khác. Cây rau sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Đây là cây rau chủ lực của quê mình, trồng 4 mùa, năng suất sản lượng cao nhất vào vụ thu đông. Nếu quý vị các bạn có giống rau có năng suất sản lượng và hiệu quả kinh tế cao thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.